Sáng ngày 22 tháng 4, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau Lê Hoàng Dự khẳng định thông tin hiệu phó trường chuyên yêu cầu học sinh ăn đồ ăn từ thùng rác là có. Trước đó, dư luận Cà Mau xôn xao trước thông tin thầy phó hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển yêu cầu học sinh ăn thức ăn đã quăng vào thùng rác. Liên quan đến vấn đề này, hiệu trưởng trường Trung học phổ thông chuyên Phan Ngọc Hiển Lê Chí Nguyễn cho biết vào ngày 18 tháng 4, thầy phó hiệu trưởng đi kiểm tra nề nếp học sinh và phát hiện có 6 học sinh lớp 12, 4 nữ và 2 nam mang thức ăn vào lớp để ăn. Theo quy định của trường, học sinh không được ăn trong lớp, vì thế thầy giáo này đề nghị 6 em học sinh trên ra ghế đá trước sân trường ngồi ăn. Khi ra ngoài lớp, có 2 học sinh nam quăng thức ăn đi, sau khi kiểm tra một vòng và trở lại, thầy phó hiệu trưởng thấy 2 nam học sinh không có thức ăn trong tay nên yêu cầu đi lấy lại ăn. Lúc đó, thầy giáo này không biết học sinh đã quăng thức ăn vào thùng rác nên đã yêu cầu để ở đâu thì lấy lại ăn. Bản thân thầy hiệu phó này cũng cảm nhận cách cư xử đối với học sinh là chưa đúng nên đã xin lỗi học sinh và phụ huynh. Trong ngày hôm nay 22 tháng 4, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Cà Mau họp kiểm tra, nếu thấy vấn đề nghiêm trọng sẽ họp hội đồng kỷ luật đối với thầy giáo nói trên.